mục về dòng máy pha cà phê Casadio. Hôm nay em sẽ làm một bài review đánh giá về dòng máy pha cà phê Casadio Onishi A1, một dòng máy pha đến từ thương hiệu Rubo Simili của Ý. Casadio Onishi A1 là một dòng máy pha cà phê chuyên nghiệp đến từ Ý, với công suất hoạt động trung bình phù hợp với các quán cà phê có công suất trung bình. Được thiết kế trang nhã, hoàn toàn làm từ thép không rỉ và nhựa ABS. Với tiêu chí bền bỉ, đáng tin cậy cũng như tạo được sự sang trọng từ cái nhìn đầu tiên. Với hệ thống hút nước tự động, motor cao, áp suất chuẩn 15 bar. Trên mặt trước của máy được trang bị một đồng hồ để đo áp suất và đo lượng nước. Casadio Onishi A1 là máy một họng rút, với một họng rút hay còn gọi là một cồn vòi pha chế, được trang bị vòi đánh sữa bằng thép không rỉ có thể xoay đa chiều, đồng thời xả áp suất hơi nước khi cần thiết. Ngoài ra được trang bị một vòi lấy nước sôi cố định. Casadio Onishi A1 trang bị sở hữu một nồi hơi 5 lít duy trì ổn định áp suất nước và áp suất vòi hơi để bạn có thể pha liên tục ra những ly cà phê đúng tiêu chuẩn. Công suất lên tới 3.300W của máy đáp ứng tốt với nhu cầu quán cà phê với số lượng khách trung bình hoạt động trong những giờ cao điểm. Đặc biệt, nồi hơi sở hữu bộ phận chống tràn nước nhằm bảo vệ tốt hơn những linh kiện bên trong máy. Cùng với đó, việc lắp đặt nồi hơi ở phần trên máy còn giúp ly của chúng ta luôn được trong trạng thái ấm và khô ráo để sẵn sàng ra một ly cà phê hay latte. Hệ thống nút nguồn. Hệ thống nút hai nút nguồn của máy và các nút bấm tùy chỉnh bằng tay khá đơn giản và dễ sử dụng. Và cùng đó là với sự hỗ trợ của đèn LED ở trên các nút bấm. Ngoài ra, phần chân đế của máy có đệm lót cao su nhằm giảm ma sát khi đặt máy trên bàn. Bốn chân máy khá cao giúp người dùng dễ dàng vệ sinh máy mỗi ngày. Hệ thống bơm và thoát nước nằm dưới phần chân máy giúp hạn chế việc va chạm khi sử dụng và làm tăng tính thẩm mỹ. Casadio Onishi A1 là một dòng máy pha một rút chuyên nghiệp với trọng lượng lên đến 38kg, điện áp sử dụng là 220V lên đến 240V, công suất hoạt động từ 2.800W đến 3.300W. Và bây giờ em sẽ pha thử một ly cà phê để cảm nhận những giọt tinh chất pha ra từ dòng máy pha cà phê Casadio Onishi A1 này. Rất là ngon và đậm đà nha các anh chị. Thì so với dòng Karimari một rúp và Casadio một rúp này, thì nếu với các anh chị nào thích về thương hiệu của tập đoàn Rubo Simply thì chúng ta có thể lựa chọn Casadio Onishi một rúp. Tuy nhiên, giá thành của Casadio Onishi một rúp sẽ nhỉnh hơn so với Karimari một rúp. Lý do tại sao? Vì Casadio Onishi một rúp này được sản xuất tại tập đoàn Rubo Simply, nhà máy trực tiếp tại Ý. Còn Karimari cũng là một thương hiệu của Ý nhưng được đặt nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Do đó giá thành sẽ giảm hơn. Hiện tại Leon Coffee có đang cung cấp combo Casadio Onishi một rúp và HC600. Thì các anh chị nào có nhu cầu vui lòng liên hệ tới số tổng đài 1800 9450 hoặc để lại số điện thoại dưới phần comment. Leon Coffee sẽ liên hệ lại và tư vấn cho các anh chị. Ngoài ra, đối với các anh chị có nhu cầu, tuy nhiên khả năng tài chính của các anh chị còn hạn chế,
thì Leon Coffee có cung cấp combo dòng máy pha Casadio và HC600 đã qua sử dụng. Nếu các anh chị có niềm đam mê với kinh doanh lĩnh vực cà phê pha máy, hãy liên hệ ngay với Leon Coffee. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi.